Các em học sinh thân mến, thì để tiếp tục cái chương trình học online của kênh Hoàng Gia Media, thì ngày hôm nay thầy trò chúng ta lại gặp nhau ở một cái bài học tiếp theo của môn lịch sử 7. Các em thân mến, thì vào thế kỷ thứ 15, khi mà nền kinh tế hàng hóa phát triển, đây là nguyên nhân thúc đẩy người phương Tây tiến hành các cuộc phát kiến địa lý, làm cho giai cấp tư sản châu Âu ngày một giàu lên và thúc đẩy quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa nhanh chóng ra đời. Và để tìm hiểu kỹ hơn thì thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 2, sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ nhất, những cuộc phát kiến lớn về địa lý. Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lý? Nguyên nhân, các em suy nghĩ và trả lời ha. Thì vào thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ thứ 15, thì ở châu Âu đó các em, thì cái nền kinh tế hàng hóa phát triển, cái nhu cầu về nguyên liệu, vàng bạc, về đá quý nè, về thị trường ngày một tăng, và cái cơn sốt vàng của những người tham gia các đoàn thám hiểm là cái tiền đề đặc biệt quan trọng của các cái cuộc phát kiến địa lý. Trong khi đó, cái con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người Thổ Nhĩ Kỳ họ độc quyền, họ chiếm độc quyền. Bởi vậy, việc cái tìm kiếm con đường sang Ấn Độ, Trung Quốc cho nên cấp thiết. Và các em có thể tóm lại một số cái ý sau đây. Chúng ta rút là hai ý nhỏ thôi. Đó là vào giữa thế kỷ 15, thì do sản xuất phát triển, nhu cầu về vốn, nguyên liệu và thị trường tăng cao. Nhu cầu tìm kiếm con đường hàng hải mới từ phương Tây sang Ấn Độ và cái nước phương Đông. Đây là hai cái nguyên nhân chính dẫn đến những cuộc phát kiến lớn về địa lý. Thì thầy nói thêm em một chút về cái con đường buôn bán mà từ châu Âu qua bên Tây Á và từ Tây Á qua Địa Trung Hải đó, là bị người Thổ Nhĩ Kỳ chiếm độc quyền, thì đây là con đường nào? Thì thầy sơ giới thiệu với các em, đây là chính là cái con đường tơ lụa. Đường tơ lụa này thì nó bắt đầu từ Phúc Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh, Trường An của Trung Quốc, nó qua Mông Cổ, Ấn Độ, Afghanistan, Kazakhstan, Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, xung quanh vùng Địa Trung Hải và đến tận toàn châu Âu. Con đường cũng đi đến cả Triều Tiên và Nhật Bản, và thậm chí là ở hai miền Bắc Nam của Việt Nam. Nó có chiều dài khoảng 4.000 dặm, hoặc là 6.437 km. Thì con đường tơ lụa này nó bắt nguồn từ cái lịch sử, là bắt nguồn từ Trung Quốc ha. Trung Quốc là nước vào cái tại sao gọi là con đường tơ lụa, thì Trung Quốc là cái nước đầu tiên mà tìm ra cách trồng dâu nuôi tầm đó, lấy kén ươm tơ dệt lụa sớm nhất trên thế giới. Thì nó xuất hiện ít nhất là khoảng 5.300 năm trước. Tơ lụa thời đó thì được dành riêng cho vua chúa và hàng quý tộc. Sau này tơ lụa, tơ tằm được đưa đi các vùng, con đường tơ lụa dần dần được hình thành từ đó. Vì vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, thì Trương Khiên là một cái vị quan nhận lệnh từ Hán Vũ Đế đi về phía Tây tìm người Nguyệt Chi nhằm kết đồng minh chống lại quân Hung Nô. Trải qua nhiều gian khổ thì Trương Khiên đã tìm được người Nguyệt Chi ở nơi là miền Bắc Ấn Độ ngày nay. Trên đường về thì ông cùng tùy tùng đã mang theo nhiều sản vật mà triều đình rất quan tâm. Nhờ đó, những tuyến đường nhỏ trước đây đã được kết nối lại với nhau. Nhiều tuyến đường mới được khai phá và an toàn hơn do được sự bảo vệ của triều đình. Tuyến đường mà Trương Khiên đã khai phá được, người đời sau gọi là con đường tơ lụa. Thì đây là thầy nói thêm cho các em thôi. Thì cái con đường mà buôn bán giữa người châu Âu qua phương Đông thì là nằm trong một cái phần của con đường tơ lụa. Thì lúc này đã bị người Thổ Nhĩ Kỳ độc chiếm rồi, cho nên họ phải tìm một con đường khác để sang được phương Đông, tức là sang Ấn Độ và Trung Quốc và cái nước phương Đông. Đây là cái sơ đồ. Em thấy rằng con đường dấu X là biểu tượng là bị người Thổ Nhĩ Kỳ họ chặn lại, họ không cho người Tây Âu sang phương Đông để mà tìm kiếm cái nguồn nguyên liệu buôn bán ha.
Thì tại sao vào thế kỷ thứ 15 thì người châu lại tìm một con đường sang phương Đông mà không phải là sang một cái châu lục khác? Thì nãy thầy có nói ha, vì phương Đông là có những cái thứ mà người phương Tây họ cần, ví dụ như là đó là về nguyên liệu nè, về vàng bạc nè, về đá quý nè, về thị trường đó, và vàng đó. Và để đi được sang phương Đông thì họ phải vượt qua những cái đại dương rất là bao la mênh mông. Thì cái điều kiện lúc này thì có cho phép con người vượt biển được hay không, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha. Thì lúc bây giờ đó em, khoa học kỹ thuật phát triển rồi, họ đóng được những con tàu lớn có la bàn chỉ phương hướng. Đây là cái, và họ vẽ được cái hải đồ vùng Địa Trung Hải, họ biết được những cái vĩ độ, vĩ tuyến, những cái phương hướng. Để đây là một cái hải đồ rất là quan trọng đối với những người đi biển, những người vượt đại dương, những người thám hiểm. Đây là cái la bàn. Và đây là cái con tàu Viking. Con tàu này là nó thời Trung cổ rồi, nó chỉ có một cái bờm thôi, một bờm căng, một cánh bờm vuông, với trọng tải khoảng hơn 200 tấn. Với kỹ thuật đóng tàu này thì con người không có khả năng chịu lực khi mà gặp sóng lớn và gió ngược hướng. Và với con tàu Viking này thì trước đây thì con người chưa có thể nào mà vượt đại dương được. Và đến khi con người sáng tạo ra cái con tàu Caravel, đây là con tàu Caravel các em, là loại tàu thám hiểm do vua Henry của nước Bồ Đào Nha phát minh, với hai hoặc là ba bờm tam giác, cùng thủy thủ đoàn 20 người và chở khoảng 150 tấn hàng, được dùng trong việc thám hiểm ở châu Phi. Đây là con tàu Caravel. Với con tàu này thì con người có thể vượt đại dương bao la để đến được những vùng đất mình cần tìm đến. Và kết quả là họ đã tìm được những cái vùng đất mới. Đó là những cái vùng đất nào và ai là người đã khám phá ra, đã tìm ra được. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái cuộc phát kiến địa lý lớn. Em hãy kể tên các cuộc phát kiến địa lý. Đây là cái lược đồ những cuộc phát kiến địa lý. Các em hãy lập cho thầy cái bảng thống kê, số thứ tự, rồi M24, tên nhà thám hiểm, quốc gia, thời gian và hướng đi, kết quả. Rồi, các em có 5 phút để thực hiện bảng này. Rồi. Đầu tiên, đó là cái hành trình của Đi-a Sơn. Đi-a Sơn, ông xuất phát từ Bồ Đào Nha và ông đi xuống hướng Nam, và ông vào năm 1487 thì ông đã đến được cái cực Nam của châu Phi. Đây gọi là mũi Hảo Vọng, mũi Hảo Vọng, hay là người ta gọi là mũi Bảo Táp. Đây là cực Nam châu Phi, và hành trình của như vậy là Đi-a Sơn đã tìm ra được cái cực Nam của châu Phi vào năm 1487. Rồi, một cái hành trình khám phá thứ hai, đó là của Christophe Colombo. Vào năm 1492 thì Colombo đã cùng với 90 thủy thủ trên 3 chiếc tàu đã đến được Cuba, để các em đến được Cuba và một số vùng ở cái quần đảo Anti. Đây là vùng đảo Anti. Chính ông là người phát hiện ra châu Mỹ, nhưng mà có một điều trớ trêu là cho đến khi chết ông vẫn tưởng đây là Ấn Độ. Các em thấy một điều rất là trớ trêu ha. Thời điểm khi ông đến đây thì ông tưởng đây là Ấn Độ, nhưng mà thực sự ra đây là vùng đất hoàn toàn mới, đó chính là châu Mỹ, ông tìm ra châu Mỹ. Nhưng mà cho đến khi chết ông vẫn không ông vẫn không biết đây là châu Mỹ, mà ông tưởng đây là Ấn Độ. Đây là một số cái tranh ảnh về khi mà đặt chân lên cái vùng đất của người châu Mỹ này, Cuba đây. Rồi khi mà ông trở về thì ông đã được nữ hoàng Isabel I ra tận cảng đón đoàn thám hiểm của Colombo. Đây là bức tranh.
Đây là hình ảnh mà Colombo tiếp xúc với thổ dân da đỏ ở châu Mỹ. Rồi một hành trình khám phá thứ ba đó là của Vasco da Gama. Thì năm 1497 thì Vasco da Gama đã chỉ huy một cái đội tàu gồm 4 chiếc với 160 thủy thủ đã đi vòng quanh châu Phi, rồi sau đó là đến Calicut của biển Tây Nam của Ấn Độ, Tây Nam của Ấn Độ, Calicut đấy các em, và sau đó đi quay ngược về. À, đó là hành trình của ông Vasco da Gama. Và một cái đây là con tàu của Vasco da Gama. Và một cái hành trình thứ tư, khám phá thứ tư đó là của Ferdinand Magellan. Magellan là quý tộc Bồ Đào Nha, có học thức. Ông được vua chúa nước ngoài trả cho một khoản tiền lớn để chỉ huy các cuộc thám hiểm. Ông là người tiến hành các cái chuyến vòng quanh thế giới bằng đường biển từ năm 1519 đến năm 1522. Sẵn ở đây đó, thì thầy nói thêm với các em cái hành trình của ông Magellan. Vào ngày 20 tháng 9 năm 1519 đó, thì Magellan chỉ huy một đoàn thám hiểm gồm 5 chiếc thuyền bồm và 265 thủy thủ rời bờ biển Tây Ban Nha theo hướng Tây Nam để sống, vượt qua Đại Dương, vượt qua Đại Tây Dương đến bờ biển Nam Mỹ. Ông cho đoàn thuyền đi dọc theo bờ biển Nam Mỹ tới gần mỏm cực Nam thì tìm ra một eo biển. Về sau, eo biển này mang tên ông, gọi là eo Magellan. Eo Magellan. Vượt qua eo biển ấy thì đoàn thám hiểm đã ra tới một đại dương mới lạ. Ở đây thì sóng yên biển lặng, nhưng mà rộng lớn mênh mông. Nhưng mà rộng lớn mênh mông hơn đại tây dương nhiều. Và ông đã đặt tên cho nó là, ông đặt tên cho đại dương này là gì mấy em? Ông đặt tên cho đại dương này là Thái Bình Dương. Thái Bình Dương. Và đây là cái đại dương lớn nhất thế giới. Bão táp sóng lớn ở Đại Tây Dương thì vừa trải qua, thì ở Đại Dương mới, Magellan và đoàn thám hiểm của ông lúc này chỉ còn có 3 chiếc thuyền thôi, lại phải vật lộn với những khó khăn lớn gấp trăm lần. Đó là ngoài những cơn bão biển và sóng thần bất chợt ập tới, các thủy thủ còn phải nhịn đói nhịn khát vì thiếu lương thực, nước ngọt. Họ đã phải săn chuột với đông biển, nấu kỹ những cái miếng da bọc các trang thiết bị trên thuyền để ăn chống đói. Nhiều người đã bỏ mạng giữa biển khơi. Họ lên đên như thế giữa đại dương suốt hơn một năm ròng, và đến tháng 2 năm 1521 thì đoàn thám hiểm đã đến được Philippines. Philippines này là chỗ này thầy nhầm rồi. Đến tháng 2 năm 1521 chứ không phải là 6 tháng 3 năm 1521 nha các em. Đây là tháng 2 năm 1521 thì đoàn thám hiểm đến được Philippines. Rồi các thủy thủ còn sống sót vui mừng không xiết. Vì họ có tại đây thì họ có lương ăn, nước uống, rồi lại tìm thấy ở đây nhiều cái hồ tiêu, nhiều cái hương liệu là mặt hàng rất quý đối với châu Âu. Và tại đây thì đã xảy ra những cuộc đụng độ với dân bản xứ. Rồi khi mà cướp đoạt những sản phẩm của dân bản xứ đó thì nhiều thủy thủ đã bị giết, bản thân Magellan cũng hy sinh tại đây. Tại đây thì vào ngày 6 tháng 3 năm 1521, tại đây thì ông hy sinh là vào ngày 6 tháng 3 năm 1521. Thì đoàn thám hiểm lúc này là chỉ còn có 18 thủy thủ, và họ đi trên một cái chiếc thuyền cũ nát nhưng mà chở đầy hương liệu, vượt qua mũi cực Nam của châu Phi, tức là mũi Hảo Vọng. Ông đến đây là gì? Vào ngày 13 tháng 2 năm 1522. Rồi sau đó là đi về được Tây Ban Nha. Về được Tây Ban Nha vào ngày 15 tháng 4 năm 1522. Như vậy thì cái chuyến thám hiểm đầu tiên vòng quanh trái đất đã hoàn thành, kéo dài trong 2 năm rưỡi, từ năm 1519 đến năm 1522. Nhưng mà khi mình đáng tiếc là ông đã phải chết. Ông đã chết ở Philippines vào ngày 6 tháng 3 năm 1521. Mặc dù vậy thì cái hành trình là những người còn lại
cũng đã hoàn thành cái chuyến đi này. Thì vừa rồi là thầy nói, các em là nói thêm cho các em xem nghe cái phần thám hiểm của Ferdinand Magellan. Giờ thầy sẽ sơ lược bốn cái hành trình này. Colombo từ nơi trong Mỹ, Vasco đã Ferdinand Magellan đi vòng quanh thế giới bằng đường biển. Đây, như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái bảng thống kê ha, bảng thống kê. Các em nhìn ha, nhìn rõ ha. Diazơ quốc gia Bồ Đào Nha, rồi đi lên năm 1487, thời gian là năm 1487, đến được cực nam của châu Phi, mũi Hảo Vọng hay là gọi là mũi Bảo Tám đó cũng nó. Colombo quốc gia Tây Ban Nha, rồi đi giờ tháng 8 năm 1492 đi về phía Tây, phát hiện lên châu Mỹ. Hai các em thấy là vậy, là hai cái phần lãi em xem ha. Nãy giờ chúng ta thầy cũng nói nhiều rồi, bây giờ chúng ta đi sang phần tiếp theo. Rồi, như vậy thì em cho tôi biết là các cuộc phát kiến địa lý nó đem lại kết quả gì đối với những cái người châu Âu, đối với những cái nhà thám hiểm. Kết quả nó tìm ra những cái con đường mới từ từ Đông sang Tây. Thứ hai là thúc đẩy thương nghiệp châu Âu phát triển, mở rộng thị trường buôn bán, đem lại cho giai cấp tư sản châu Âu những cái nguồn nguyên liệu quý giá, những kho vàng bạc châu báu khổng lồ, thị trường rộng lớn, và nó dẫn tới sự ra đời của chủ nghĩa thực dân, tức là dẫn tới sự ra đời của cái quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Rồi, các cuộc phát kiến địa lý có ý nghĩa gì? Đây, nó được xem là cuộc cách mạng về giao thông và tri thức, về giao thông và tri thức. Rồi, nó thúc đẩy thương nghiệp phát triển, nó làm gì, nó mở rộng cái phạm vi buôn bán trên thế giới. Nếu như trước đây thì người châu Âu họ chỉ buôn bán người châu Âu thôi, và sau khi mà phát kiến địa lý đó, sau khi mà tìm ra được những cái vùng đất mới đó, thì lúc này người châu Âu họ buôn bán với người châu Á nè, rồi châu Phi nè, rồi châu Mỹ nè, cái phạm vi buôn bán nó mở rộng cái phạm vi buôn bán với thế giới bên ngoài đó. Và nó tạo tiền đề cho sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu. Giờ chúng ta sẽ đi sang phần thứ hai, tìm hiểu về sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu. Sau các cuộc phát kiến địa lý thì cái tầng lớp quý tộc thương nhân đã tiến hành tích lũy vốn như thế nào, tích lũy vốn như thế nào, họ làm bằng cách nào? Vậy quá trình tích lũy vốn và nhân công hình thành là sau các cuộc phát kiến địa lý thì quý tộc và thương nhân châu Âu đã cướp bóc của cải, tài nguyên của các nước thuộc địa, và từ đó mà họ giàu lên nhanh chóng, họ giàu lên nhanh chóng. Và ở trong nước thì họ cướp đoạt ruộng đất, họ đuổi nông nô ra khỏi lãnh địa, người nông nô ra khỏi lãnh địa, thì bắt buộc họ họ đi lang thang như vậy, họ đi lang thang và cuối cùng họ phải xin vào làm thuê trong các cái xí nghiệp của tư sản. Hậu quả là gì? Quá trình tích lũy vốn đã dẫn đến hậu quả gì về kinh tế xã hội? Về kinh tế thì cái hình thức kinh doanh tư bản ra đời. Vậy hả? Tình hình bệnh giờ phức tạp quá. Và quay lại bài các em, về chính trị thì lúc này em biết là gì, về giai cấp tư sản, giai cấp tư sản thì họ có cái quyền lợi về kinh tế, nhưng mà họ không có cái quyền lợi về chính trị, cho nên là lúc này là họ mâu thuẫn với cái quý tộc phong kiến đó. Và đã có nhiều cái cuộc chiến đấu của giai cấp tư sản chống lại quý tộc phong kiến. Và cái phần này đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ ở cái bài sau, bài 3, em bài 3. Rồi về xã hội thì nó hình thành nên hai giai cấp cơ bản, tư sản và
giai cấp vô sản, thì nó từ đó nó hình thành nên cái quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được thành với hai giai cấp, đó là giai cấp vô sản và giai cấp vô sản. Bây giờ thầy sẽ nói rõ hơn cho các em cái giai cấp nào nó hình thành nên giai cấp tư sản và ai là những người hình thành nên giai cấp tư sản. Thì mấy em nhìn cái bảng này em sẽ thấy đó, những người chủ xưởng đó, những người chủ đồng điền, những người thương nhân, họ có vốn nhân công, họ mở rộng kinh doanh, họ lập xưởng đồng điền, thì cuối cùng họ trở thành ai mấy em? Họ trở thành giai cấp tư sản, giai cấp bóc lột đó. Rồi ai là những người mà đã hình thành nên giai cấp tư sản? Là những người nào? Những người nông nô, những người thợ thủ công, những người nô lệ da đen, mà những nô lệ da đen này họ bị người châu Âu họ bị bắt ở châu Phi, ở châu Mỹ đó, thì họ bắt về họ đem bán vào các cái công xưởng đó. Thì những người này họ bị cướp đoạt tư liệu sản xuất, họ bị cưỡng bức, họ bị bóc lột cách kiệt quệ, và cuối cùng là họ là những người làm trong những cái công xưởng, những xí nghiệp của giai cấp tư sản, và họ trở thành giai cấp vô sản, là giai cấp bị bóc lột. Và hai cái giai cấp này, mối quan hệ giữa hai giai cấp này gọi là quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Đây là cái hình ảnh mà các em thấy là những người nô lệ da đen, họ hoặc là da đỏ, thì họ bị bắt từ giờ, họ là những người dân bản địa ở châu Phi và châu Mỹ, thì họ bị người, những cái thương nhân, những quý tộc ở châu Âu họ bắt về, họ đem bán vào các cái hầm mỏ, các cái xưởng của giai cấp tư sản. Như vậy thì bài học của chúng ta đến đây là hết. Để các em học bài cho thầy theo câu hỏi trong sách giáo khoa, các em hãy kể tên và trình bày hành trình các cuộc phát kiến địa lý trên lược đồ. Các em đọc cho thầy cái bài 3, cái bài là bài 3 là cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kỳ trung đại châu Âu. Để tiếp sau thầy trò chúng ta sẽ tương tác nó dễ hơn, và các em có những cái thắc mắc gì các em có thể để lại comment ở phía bên dưới, hoặc là các em có thể gửi thư vào trong cái hộp thư Lý Hoàng Tâm CD a@gmail.com. Mấy em viết liền nét hoặc là viết không dấu. CD là cờ giờ thôi. Lý Hoàng Tâm cờ giờ a@gmail.com. Thì thầy sẽ trao đổi, thầy sẽ giải thích cho các em ha. Rồi bây giờ thì chúc các em học tập tốt ha, và chúc cho cái mùa đại dịch Covid-19 nó sẽ qua mau, để các em có thể đến trường và thầy trò chúng ta lại có thể gặp nhau trên lớp học. Rồi, chúc mọi người nhiều sức khỏe. Xin tạm biệt.